xin chào tất cả mọi người. Mình đến từ Trung Tính. Nay là ngày 22 tháng 7 ha, 2020. Mình có nhiều bạn cần kêu mình hướng dẫn cách làm UB boot UB để mình kiểm tra Vega trên cái Vega Wegam của cái Neva. Nên đây mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái UB boot, tạo UB boot để tạo UB boot để kiểm tra cái cạc hình Neva nha. GT rồi đó, thấy không? Rồi sau đó mấy bạn tự nghiên cứu vô phần mềm sau. AMD là không liên quan nha mọi người, mình không cần AMD, AMD nó nặng lắm, mình phải mua. Rồi ok. Đối với những phần mềm tạo Neva thì nó rất nhẹ, nó chỉ có khoảng tầm vào khoảng là 2GB UB, 2GB mình có thể cầm một cái UB 2GB, thấy không? Đây là cái UB mình mà. Bây giờ mình tiến hành phần format trước đi. Ok. Format luôn nha mọi người. Rồi ok chưa? Cái UB mình thật sự á là mình có UB mình tới 8GB đặng nhưng nó nhận 1GB phải không? Rồi đừng quan tâm như đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành tải phần mềm về. Một hồi mình sẽ để cái file, cái line đường line down ở dưới địa chỉ của mình cho anh em có thể tải về. Anh em có thể tải về nha. Ở cái phần mềm này chỉ áp dụng hai con, chỉ xài phần mềm là mát. Ở mát đúng không? Mát nha mọi người. Ở trong cái file mát này nó sẽ có luôn một cái file của mình là 367/181/1. Đây là hai cái file boot. Không, cái file email này là file cực kỳ quan trọng, còn cái file 387 này là không còn quan trọng đâu, chỉ cần hai file mát mát và mau thôi. Đây là hai file để mình để vô đó mình để gõ dùng lệnh nha. À. Không. Cái này với đây. Bây giờ mình vô đây. Giờ mình sẽ tiến hành giải nén cái file này ra. Mọi người chút. Giải nén cái file 367/18 nè, đúng không? Nó chỉ có hai file cho mình thôi. Ok chưa? Rồi. Vào file mát. Ở dung lượng cái file mát này nó sẽ có là cái gì đây? Cái đuôi nó là cái 666.3 MB à. Email nha. Không, file email nha. Rồi ok, mình dùng cái phần mềm Glue này để mình giải nén ra. Để mình tạo một cái UB boot để kiểm tra Vega. Rồi. Nghe không? Phần mềm nha mọi người. Đây. Sau khi mở phần mềm mình đi ra ở trên NoName nè. Ở trên device nè, device xác định phần cứng nào để nè. Nó đang nhận cái tên của mình, đang nhận cái ổ gì. Nó đang nhận cái view copy của mình là cái view mình nô đó không? Chỗ F của mình đang là ổ này là 8GB nhưng mà dung lượng nó đang nhận 1.7GB không? Không quan trọng. Ở boot select nè, chọn nè. Thấy không? Ở đây mình tìm về câu đĩa tứ thay mây. Rồi ok, bỏ qua bên. Ở cái bức ước này mình chỉ cần tìm cái file email nó là file mát mới nãy để mình bỏ vào file này mình bấm chạy thôi. Ok, nếu mà bạn mình làm đúng quy trình nhưng mà mình phải còn một bước cuối cùng nữa. Rồi ok, giờ mình bấm chọn cho nút select nè để tiến hành mình tìm cái file mát. Có file mát đâu? GTX nha. Đó, trong new folder này mình sau năm open. Hả? Nó sẽ báo, mình sẽ để nè. Sao? Nó sẽ báo nè. Cái file mát của mình đã nhận dạng được một file mát rồi. Ok chưa không? Không cần quan trọng gì hết. Rồi. Bước tiếp theo mình sẽ mở tất cả cái đây bảo thư sành MBG rồi Select System này mình không cần không quan tâm. Ở đây nó định dạng, nó báo là format đất xanh nè. Cái độ đĩa mình sẽ là 8GB. Nó sẽ định dạng bằng phát 32. À thấy không? Không quan trọng, mình chỉ cần chọn cái file thôi. Rồi mình sẽ bấm đây. Ok. Bấm nút Start. Start nha mọi người. Rồi. Nó báo nè, cảnh báo nè. Thấy không? Nó cảnh báo mình tất cả data trong bộ kiện này nếu format sẽ mất hết. Bạn có chắc ăn hay không? Ok nè không? Báo cảnh báo mình. Tại vì trong cái UB mình không có dữ liệu nào hết.
Nếu mà cái dư ly nào của bạn nào có dữ liệu thì nên vui lòng tháo ra nha. Mình không khuyến khích mọi người giữ dữ liệu để liệu đây, mất dữ liệu đừng để thừa mình nha. Rồi ok. Cái này ấy, bây giờ tạm thời ok chưa? Mình sẽ tiến hành bấm ok. Trong quá trình mình chờ đợi. Không? Chờ đợi đang phòng mát nha mọi người. Mình chia sẻ mạnh tay anh em nè, nhớ cho một like đăng ký nha mọi người. Rồi ok. Sau khi mình đã phọc mát xong không? Đó, phọc mát xong. Cái ổ kĩa mình nó báo là ok rồi, đỏ bỏ rồi. Mình bấm cà lao cho mình luôn. Cà lao là thoát ra. Thoát cái chương trình này ra luôn. Không. Bây giờ cái quan trọng thứ hai để mình làm là làm gì? Là mình copy cái suột mát và mau để mình để file này để điều khiển cái để kiểm tra được cái program trên cái card Neva, card GT đó nha. GT 1050 1060 rồi đó. Rồi, ok chưa? Bây giờ mình sẽ tiến hành copy cái file này mình đang để trong file là gì? 367/18/1. Không? Đây. Ok, mình chỉ cần copy hai cái file này cho mình. Copy luôn. Mình về cái ổ đĩa này. Đây là cái ổ cứng của mình. Cái file này là một file máy mình input nha, nó báo hai file socket nha, không quan trọng. Bây giờ mình tìm vào cái file mau ở trên cái ổ đĩa, trên cái ổ file USB mình. Thấy không? Trên cái file USB mình sẽ patch những cái file này trong cái 368 nè. 367/38/1 nè. Bỏ lên. Rồi, patch luôn. Nó sẽ báo. Nó báo ở đây có trùng hai file rồi, nhưng mình mặc dù nó có trùng rồi nhưng mà mình vẫn phải copy nha. Bấm vào đồng send luôn. Đồng thiết luôn để cho nó đừng báo vậy nữa. Ok, mình bấm vào luôn nha mọi người. Tại vì trong file này mặc định nó có rồi, mình phải bấm lại. Rồi, ok, trong quá trình sẽ copy. Thấy không? Sau khi mình copy xong, trong đây nó sẽ nằm hai file nằm đây. Đó. Bây giờ cái điều quan trọng nhất bây giờ là mình sẽ rút USB ra. Và mình tiến hành bằng USB boot. Đây là cái USB. Đây là USB boot mà nó là đang boot từ chuẩn UEFI. UEFI. Nên là đa phần mình boot, mình xài cái main boot đó, mình phải boot chuẩn UEFI. Nó mới nhận được cái file này. Mình phải boot từ chuẩn UEFI nó mới nhận được cái USB nha. Boot vào USB. Rồi. Sau đó mình phải gõ ông lệnh. Mình sẽ chia sẻ ở dưới thằng ở phần mô tả cho mấy bạn cái file đó luôn. Mình sẽ chia sẻ cái file này. Rồi ok, video của mình đến đây xin kết thúc cho mọi người. Mọi người thấy hay là hữu ích, mọi người cho mình xin một like đăng ký. Một like đăng ký thì nó không có bao tới đâu hết. Mọi người cho mình xin một like đăng ký nha. Rồi ok, tạm biệt mọi người.